Chào bác nhá, lại là em Vũ Duy ô tô đây. Và hôm nay thì bên em Vũ Duy ô tô lại vừa mua được con Dematic Grover mới về đây các bác. Vâng, vừa với sách và chưa kịp về đến cửa hàng, chưa lau dọn gì cả, quay luôn cho các bác luôn. Đấy, lốp vẫn còn bẩn bụi đây. Một chiếc xe màu đỏ Dematic Grover sản xuất năm 2009. Và con này thì thưa các bác là bao zin đét đẹp cho các bác luôn nhá. Máy số gầm bệ cực ngon và dòng này chạy cực lành luôn. Bao cam kết không có đâm đụng ngập nước gì cả. Con này thì đã test rồi, kiểm tra rồi, qua hai vòng thợ rồi và giờ là em đến vòng thợ thứ ba đây. Một chiếc xe form siêu nhân, form mới 2009 đời cao, xe cứng và con này thì em bán với cái giá mà nói thật các bác còn lâu mới đến 200 triệu, chỉ hơn 100 triệu thôi. Nhưng mà các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe số tự động nhập khẩu sản xuất 2009. Dòng này thì đi cực lành bền luôn nhá. Máy số thì bền mà máy chỉ có 1.0 thôi, tiết kiệm nhiên liệu vô đối luôn. Biển số thủ đô 29A15231, chính chủ biển số thủ đô. Đăng kiểm thì hết hạn rồi, bây giờ bác nào mua thì làm thêm đăng kiểm cho các bác thôi. Một dòng xe rất là bền lành, kiểu dáng nhỏ gọn, xinh xắn, một mẫu hatchback. Và đây là một mẫu xe mà các bác chứ bình thường những cái tầm 2011-2013 của Spark ấy, thì các bác mua phải rơi vào tầm khoảng 200 cho đến 220 triệu thì các bác mới mua được một mẫu Spark. Nhưng với những mẫu Dematic Grover thì các bác sẽ mua tầm khoảng 180-190. Nhưng mà ở đây em bán với cái giá rẻ giật mình luôn, chỉ hơn 160-170 một chút thôi là các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. La răng đúc này, lốp dép dày này, xe cứng này, không có lỗi lầm, bao cam kết cho bác là không có đâm đụng bơi lội ngập nước nhá. Và con này thì đẹp vô đối luôn. Đây các bác nhìn này, sơn si đồng sơn xe căng đấy. Và kiểu dáng thì nói chung là một mẫu xe hatchback mà được rất nhiều người ưa chuộng luôn, gọi là hay gọi là form siêu nhân đấy ạ. Xe thì cũng đã theo 5 tháng thời gian rồi, đương nhiên là cũng phải xì tút xì tát lại. Nhưng mà đấy các bác nhìn này, đồ của nó vẫn còn như thế này, kể cả đèn hơi vàng một chút. Như cái này là đèn zin, không phải là đèn thay nhá các bác nhá. Kính zin nguyên bản này đấy, đèn zin này, hậu nguyên bản luôn này đấy. Và cảm biến lùi đằng sau cũng có đầy đủ luôn cho các bác. Camera lùi đây. Đấy, một chiếc xe mà dành cho chị em phụ nữ hoặc là những bác nào có điều kiện kinh tế nhỏ nhỏ một chút, tập lái thì các bác cứ đi con này rất ok. Đặc biệt đây là một chiếc xe số tự động dành cho các bác bằng B2. Đấy, các bác tôn vỏ nó căng đét luôn này. Và lốp đây, lốp thì con này ví dụ như cái này là sử dụng lốp Crosswind R7191 nhá các bác nhá. Lốp 17550 R15 đây này. La răng của nó lại là la răng thể thao 5 chấu, đấy, rất là xịn sò luôn. Phanh đĩa hai bánh trước và cái tăng chống đằng sau, còn cua lốp thì khỏi bàn. Con này thì đẹp nhưng mà mỗi tội là em chưa kịp rửa ráy gì, dọn dẹp gì thôi. Đấy, xe về nó như thế này đấy các bác ạ. Về là giờ là em cứ vậy là em cho vào gara dọn thôi. Đấy, keo chỉ bao zin các bác nhá. Và đã được dán chống ồn rồi. Nội thất thì hơi già nhưng mà đây là nội thất nguyên bản của xe này. Nội thất ghế da nguyên bản của xe đấy ạ. Vâng, được cái là trần thì con này lên 5D rồi, sạch sẽ vô cùng luôn. À, kính điện 4 cánh nhá, tất cả kính điện là 4 cánh hoạt động hoàn toàn bình thường. Kia này em đang tắt chìa khóa điện. Cái này, đấy 4 cánh kính điện ok luôn. Đấy, chỉ keo bao zin các bác này. Chỉ keo bao zin, chỉ tăm luôn các bác nhá. Đấy, cả đây này. Cho bác xem này, đinh hàn của nó còn nguyên này. Đấy. Tất cả đinh cột keo các bác yên tâm. Vâng. Một dòng xe chạy rất là lành, tuy nhiên là theo 5 tháng thời gian nó cũ một chút rồi. Nhưng cái đấy bình thường. Ghế này đã được bọc nhưng mà bọc áo ghế thôi chứ ghế da của nó vẫn còn nguyên này. Đấy. Và đặc biệt là đây là một chiếc xe số tự động có sấy ghế luôn nhá, đầy đủ điều hòa auto. Đấy, màn hình đầu đĩa thì nguyên bản của xe, nói chung là cũng không có độ nhiều. Còn con này đặc biệt là bác chủ bác ấy đã lắp một cái đồng hồ hiển thị số ở trên kia rồi. Đấy, vô lăng 3 chấu. Tích hợp có cả túi khí luôn cho các bác luôn. Đấy, và đặc biệt là dòng này lại có cả giá nóc luôn này. Rất là thể thao luôn nhá. Vâng, thể thao vô cùng luôn. Dòng này thì nói chung là một dòng xe rất là bền. Và đặc biệt là các bác ăn xăng thì nó như ngửi luôn. Mức tiêu thụ, đây các bác này, 2010 này. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này rơi tầm 4,5 lít/100 cây thôi. À, các bác có thể nhìn này, đấy, lốp dép dày, la răng khỏe, thể thao luôn. Đấy, sơn si sạch sẽ, tôn vỏ chắc chắn luôn này. Và đây đèn đóm đầy đủ, cái này thì hơi dạm một chút nhưng cái này là đèn zin của nó thôi, nguyên bản như vậy đấy, sơn si sạch sẽ này đấy. Và con này thì rất thích hợp với các bác nào mà gia đình mình gọi là có điều kiện kinh tế vừa đó, các bác chỉ hơn một con xe máy một chút, các bác đã mua ngay được một chiếc ô tô
4 chỗ ngồi dành cho gia đình, đi lại thì rất là yên tâm và an toàn, không có lỗi lầm. Dòng này thì nói chung là các bác khỏi phải bàn luôn. Đây các bác nhìn gầm này, gầm của nó còn tươi luôn này. Đấy, gầm xe rất là đẹp luôn nhá. Đấy, chỉ mỗi cái là vừa mới lượn qua mấy cái đoạn đường nó bùn đất tí thôi, thành ra là đâm ra là xe nó hơi bẩn một chút. Cái này thì em sẽ về xì tút xì tát lại thôi ạ. Chỉ keo đây, các bác nhìn chỉ keo này. Đấy, xe cứng, chỉ keo căng. Đấy, kính điện nhẹ nhàng. Đấy, lên xuống hết. Vâng, và tất cả kính của xe thì là dán phim cách nhiệt Vicu nhá, là cái dòng phim cách nhiệt cũng rất là tốt. Đấy, đấy, tem nhãn của xe còn nguyên này. Đấy, tem nguyên này. Và được cái là ngồi trong cái dòng này thì cũng rất là êm, đi thì đầm chắc luôn. Đấy, xe thì cứng và máy này. Đấy, đè nhẹ lên cái là lên luôn. Đấy, các bác có thấy máy nó êm không ạ? Cực kỳ êm luôn. Đấy, vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí này. Còi to này. Đấy, thêm cả cái màn hình gương cho các bác luôn nhá. Có kết hợp cả cam lùi. Đấy, các bác nhìn này, cam lùi đây, đầy đủ cho các bác. À, có cam hành trình luôn này. Đấy, không thiếu cái gì mà. Vâng. Được cái màn hình hiển thị đồng hồ số này các bác này, đồng hồ công tơ mét, mức độ tiêu thụ nhiên liệu, nhiệt độ động cơ các thứ có hết ở trên cái này rồi. Đấy, xe thì điều hòa auto, mát lạnh luôn. Trần này thì sạch rồi, khỏi chê. Còn kính bao zin toàn bộ cho các bác nhá. Nếu các bác nào tìm cái kính nào mà không bao zin, không zin á, thì cho luôn con xe này cho các bác. Vâng, con này được cái là nó cứng xe mà không có đâm đụng gì cả. Đấy, kính điện này, nhẹ nhàng, hoạt động bình thường luôn. Đấy, và bây giờ thì ta sẽ cùng ra khoang động cơ để xem chiếc xe này nó như thế nào. Con này vừa nãy thì em cũng đã kiểm tra rồi. Được cái là máy động cơ của nó chỉ có 1.0 thôi. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này rơi vào tầm khoảng 4,5 lít/100 cây. Đấy, động cơ S-Tech 16 van nhá. Và cái con này S-Tech 2. Đấy, máy số thì ngon lành cành đào luôn. Máy êm roạt, chạy cực lành. Đấy, xem dầu nào. Đấy, đầu tiên là phải xem dầu. Dầu này, con này vàng này, dầu vàng luôn này. Đấy, dầu vàng là các bác về là các bác không phải bôi trơn dầu mỡ gì đâu nhá. Vâng. Ui rồi. Ê ơi, phải nói là quá được đấy. Đây các bác nhìn này. Máy khô roạt luôn. Đấy, không hề có dầu mỡ bắn ra, không hơi thừa luôn. Và xe cứng luôn đấy ạ. Và xe thì chưa có rửa dọn lên đấy các bác nhìn đấy ạ. Xe chưa rửa dọn nhìn bao giờ nó cũng thế này đây. Nó bẩn bẩn này. Nó bụi bụi này. Đấy, lại còn lá cây rơi đầy này. Đấy. Vâng. Rồi về thì mình cũng phải mông má xì tốt thôi cho các bác chứ ai để này chết dở. Đấy, hệ thống tai đèn đây. Vâng, xe cứng nên là các bác yên tâm. Em quay cái này là chẳng qua mục đích để cho các bác xem là cái chất xe mà khi mình chưa có mông má dọn dẹp nó đã đẹp như vậy rồi. Còn khi mình xì tốt xì tát vào thì xe nó sẽ cứng và nó đẹp hơn. Thì các bác cái đấy thì các bác yên tâm, về bên em thì cứ rõ ràng thôi. Còn ví dụ như là các cái phần kể cả phần vách này hay là phần sơn dưới này. À, đầu răng này còn nguyên, của nó còn nguyên nhá, các bác nhìn này, đầu răng nó còn nguyên đỏ loam này, đấy, đấy, đầu răng còn nguyên ốc này, đấy, bên này thế này, nói chung là xe thì về chất thì khỏi bàn rồi, dòng này thì chạy rất là lành bền, ăn xăng ít và tiêu thụ nhiên liệu cũng khá là ok. Và các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này, một chiếc xe nhập khẩu 2009 sản xuất luôn đấy ạ, đẹp như thế này thì alo ngay cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869158926. Bên em thì chuyên bán những cái dòng xe Sportmatic, nói chung là xe gì em bán, cứ có tiền thì em bán hết các bác. Nhưng mà được cái là dòng này thì đi rất là lành bền, mình buôn thì dòng này lãi ít thôi nhưng mà được cái nó chất nên là bán cho các bác cũng rất là yên tâm. Về là các bác chỉ việc đi thôi, không phải làm cái gì cả. Đấy, các bác nhìn xe nó như vậy cơ mà. Và dòng này thì đi nó nhỏ gọn, tiện lợi nên các bác cứ luồn lách trong các cái khu vực chật hẹp hoặc là đi lại là rất là ok luôn. Vâng, bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và lái thử trải nghiệm luôn nhá. Con này được cái lái nó rất là nhẹ, vô lăng trợ lái dầu nhẹ nhàng luôn này. Đấy, lái rất nhẹ luôn. Đấy, rất là đơn giản. Vâng, cảm ơn các bác nhá. Và xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Còn con này thì hết đăng kiểm rồi. Cái này thì bác nào mua thì sẽ làm đăng kiểm mới cho các bác thôi. Vâng, cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.